Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với lại một sản phẩm có tên đó là Nativo 750WG. Thì đây là một loại thuốc mà đặc trị các bệnh do nấm gây ra trên cây trồng, mà điển hình đó là bệnh rỉ sắt, đốm lá, tháng thư, phấn trắng, móc xương, xương mai. Và bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của gói Nativo này. Gói này thì có quy cách đó là 60 g, cũng có gói nhỏ là quy cách là 6 g. Về thành phần của sản phẩm thì như trên màn hình á, các bạn đã thấy được, thứ nhất đó là các hoạt chất đó là G-fluorocytobin, hoạt chất này có hàm lượng đó là 250 g trên kg. Thứ hai đó là hoạt chất tebuconazole, hoạt chất này nó có hàm lượng đó là 500 g trên kg. Thì mình cũng xin làm đi vào từng hoạt chất để mình phân tích, đồng thời mình đưa ra được cái công dụng của sản này, nó trị những loại nấm thuộc cái lớp nào. Thì riêng xét về riêng cái anh chi fluorocytobin này, anh ta một mình ảnh thôi đã chống lại trị được các nấm của cả bốn lớp luôn. Thì như các bạn đã biết á, nếu mà các bạn xem thường xem những video của mình thì các bạn sẽ thường thấy được là mình chia sẻ rất là kỹ về các lớp nấm. Trong lớp nấm thì nó có các loại nấm, và các loại nấm đó khi nó tấn công vào cây trồng á, thì nó sẽ có những cái gây ra những cái triệu chứng khác nhau. Thì hoạt chất G-fluorocytobin là một trong những hoạt chất rất là hay. Hoạt chất này trị được luôn các nấm thuộc cả bốn lớp nấm. Thì mình nhân tiện khi chia sẻ về sản phẩm này thì mình cũng chia sẻ lại những cái lớp nấm. Thứ nhất là cái lớp ascomycetes. Cái lớp nấm này các bạn, thì các nấm trong lớp này nó sẽ gây ra một số bệnh điển hình trên cây trồng, như ví dụ như bệnh phấn trắng nè các bạn ha, như bệnh đạo ôn nè, như bệnh đốm đen nè. Thì sẵn đây đến điểm này thì mình cũng biên soạn luôn các tên tiếng Anh của các loại bệnh, để khi nào các bạn đọc những tài liệu của nước ngoài các bạn có thể là hình dung một cách dễ hơn. Thì bệnh phấn trắng nó có tên học đó là powdery mildew, bệnh đạo ôn có tên học đó là rye plus, bệnh đốm đen thì có tên học đó là black knot. Tiếp theo một cái lớp nấm tiếp theo đó là deuteromycetes. Thì lớp này có các loại nấm gây ra một số bệnh trên cây trồng. Thứ nhất là bệnh cháy lá nè, có tên khoa học đó là leaf spot, bệnh đốm cháy có tên khoa học đó là fruit spot, bệnh thối. Thối ở đây á, là root explant, có nghĩa là trên toàn cây luôn, có thể là thối rễ, thối thối thân, thối trái, vân vân. Tiếp theo là trong cái lớp này nó có cái nấm mà nó gây cái bệnh là héo rũ. Héo rũ có tên khoa học đó là Wilt disease of plants. Và cuối cùng đó là cái nấm Cleptochichum, nó gây ra bệnh tháng thư và nó có tên khoa học là Arachnoid disease of plants. Và tiếp theo trên hình của các bạn đó là có hai lớp nấm cuối cùng, đó là Basidiomycetes, gây ra cái bệnh gọi là rỉ sắt, có tên khoa học là Smut and Rust disease. Cuối cùng đó là cái lớp đó là Ophmycetes. Các bạn nhớ cái lớp này giúp mình nha. Lớp này hiện thường nó liên quan đến là cái môi trường ẩm ướt, môi trường nước. Thì những cái cây trồng nào mà trồng ở những chỗ chuẩn, những chỗ mà không thoát nước được, hoặc là khi mà chúng ta trồng những cây lan, cây hoa hồng vào trong giá thể, cây mai giá thể mà cái môi trường nó không thoát nước được, nó cũng sẽ sinh ra những các nấm thuộc cái lớp Ophmycetes này các bạn ha. Ở bên Cetet này nó gây một số bệnh như là cháy lá những cây con nè, có tên học là Sitting Blight nè, Damp Off nè, là cái là bệnh chết cây con các bạn. Ở những cái vườn ươm á, họ hay bị chết cây con là do cái nấm thuộc cái nhóm Ophmycetes này. Bệnh cháy lá hay gọi là Foliar Blight, và bệnh xương mai đó là Downy Mildew. Và cái hoạt chất thứ hai là hoạt chất tebuconazole. Hoạt chất này thuộc nhóm chiazone, nó có chức năng là ức chế quá trình sinh tổng hợp ergosterol, nó làm cho ngăn cản cái quá trình hình thành màng tế bào của cái nấm gây hại các bạn ha. Và đây cuối cùng trên hình của các bạn, đây là liều lượng của chúng ta pha với nước và chúng ta phun đều lên cây trồng, cả thân cành gốc rễ, mặt trên mặt dưới lá, để chúng ta diệt tất cả các loại bệnh gây hại, tất cả các loại nấm gây hại trên cây trồng. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm Nativo này là hết, thì mình xin cảm ơn các bạn trong thời gian theo dõi.